Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc giảm mưa trời khô ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên ở ngưỡng từ 17 tới 20 độ. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trưa chiều mai trời có nắng nhẹ, nền nhiệt sẽ ở mức từ 20 cho tới 23 độ. Tuy nhiên, trạng thái tạnh ráo nhiệt tăng này sẽ không kéo dài vì dự báo tối và đêm nay, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta nên toàn khu vực sẽ có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 8 tháng 2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vùng núi Trung Du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 cho tới 15 độ, vùng núi là từ 8 tới 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Ở các tỉnh miền Trung, mưa cũng giảm dần. Trong đêm qua và sáng nay, vùng mưa chỉ còn xuất hiện tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi. Với diễn biến mưa ở mức rải rác, lượng mưa thì nhỏ dưới 5mm. Tuy nhiên, do mây nhiều gần như suốt cả ngày nên nhiệt độ ngày ở miền Trung chưa cải thiện nhiều. Cao nhất trong hôm nay ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn trong khoảng từ 18 tới 21 độ. Vùng từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 21 tới 23 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 23 tới 25 độ. Vùng từ Bình Định trở vào tới Bình Thuận có nắng về chiều, nhiệt độ ở ngưỡng từ 26 tới 30 độ. Lui xuống phía Nam, do không khí lạnh khuếch tán xuống nên khu vực Tây Nguyên về đêm và sáng sẽ rét nhẹ, với mức nhiệt ở ngưỡng từ 17 cho tới 19 độ. Khu vực Nam Bộ trời lạnh với mức nhiệt từ 20 tới 23 độ. Sang tới trưa chiều, toàn vùng phổ biến là nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 27 tới 30 độ ở các tỉnh Tây Nguyên. Đối với khu vực Nam Bộ trời sẽ có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng từ 31 tới 34 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ như là Bình Phước, Đồng Nai hay là Tây Ninh có thể xấp xỉ 35 độ.